những điều mà trường học không dạy bạn, ra đời mất tiền, mất bạn, hỏng việc mới tự ngộ ra. Muốn có năng lượng thì lương buộc phải nặng. Đi làm, giỏi chuyên môn không phải là tất cả. Còn trẻ, còn sức thì hãy lo học và phấn đấu. Khổ trước sướng sau, ông trời không phụ người có ý chí. Sống thẳng thắn không phải lúc nào cũng là tốt, đôi khi cần phải thảo mai thật chuyên nghiệp. Ra đời, gặp người, tin 50% là nhiều. Với người lớn tuổi, dụng tâm chân thành mà đối đãi, đừng bao giờ lừa dối, sau này sẽ nhận lại được nhiều thứ to lớn hơn mà không bao giờ thiệt. Mình là phiên bản của họ khi xưa, đừng làm trò qua mặt, đều giả với họ. Nếu mình đang không phải lo gì về tiền bạc và gánh nặng, tức là có ai đó đang thay mình làm việc đó. Lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại. Phải luôn vui vẻ bên ngoài, về nhà đắp chăn khóc sao cũng được. Những gì hiện tại bạn lo sợ, sau này nhìn lại, hóa ra chỉ thế mà thôi. Không phải ai bỏ học cũng thành công. Đừng bám vào suy nghĩ, học ra rồi cũng vậy, nghỉ học đi làm sớm có tiền hay hơn. Sau này, thiệt hơn khác rõ. Chết đi sống lại, vẫn phải đi làm. Ai còn đi học thì trân trọng thời gian đó đi. Sau này có hối hận thì cũng không quay lại được nữa đâu. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và đừng quên để lại bình luận cho mình biết với nhé.